với bàn thắng vào lưới Young Elephants ở lượt trận đầu tiên vòng bảng AFC Cup 2022. Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục tạo được tiếng vang ở đấu trường châu lục. Dù chỉ được huấn luyện viên Benji Wong trao cơ hội vào sân ở phút 65 thay cho Nguyễn Đức Hoàng Minh, nhưng chân sút của đội tuyển U23 Việt Nam lập tức ghi điểm cho Viettel. Đối chơi song sáo chịu khó di chuyển của Nhâm Mạnh Dũng liên tục gây khó dễ cho đại diện của Lào. Càng về cuối trận, thể lực của các cầu thủ đội khách Young Elephants ngày càng suy giảm và việc chịu thêm bàn thua từ các chân sút Viettel đến như một lẽ tất yếu. Trong đó, pha lập công ấn định chiến thắng 5-1 được ghi bởi Nhâm Mạnh Dũng đã khép lại ngày ra mắt ở đấu trường AFC Cup trọn vẹn và ngọt ngào với cá nhân tiền đạo sinh năm 2000 và câu lạc bộ Viettel. Nhâm Mạnh Dũng is still young. Với tôi thì Nhâm Mạnh Dũng là một cầu thủ rất là tiềm năng và tôi cũng cho rằng cậu ấy không chỉ là tiềm năng của câu lạc bộ mà còn là tương lai của bóng đá Việt Nam, một trong những cầu thủ sẽ có được những cái phát triển rất là tốt. Và ở thời điểm hiện tại, Nhâm Mạnh Dũng vẫn đang là một cầu thủ trẻ và cậu ấy còn rất nhiều thời gian để phát triển ở phía trước. Football future. Tuy vậy, huấn luyện viên người Hàn Quốc lại cho rằng cơ hội đá chính của Nhâm Mạnh Dũng không thật sự sáng cửa, bởi Viettel là câu lạc bộ có nhiều tham vọng và dàn nhân sự chất lượng trên hàng công, nên việc cạnh tranh một suất đá chính là điều không hề đơn giản. Nhâm Mạnh Dũng đã chơi tốt ở các đấu trường quốc tế là SEA Games 31, vòng chung kết U23 châu Á 2022 và gần nhất là AFC Cup 2022. Nhưng chuyện đó vẫn là chưa đủ để cho huấn luyện viên Benji Wong gạt đi những trung phong ngoài như Bruno và Giovane để điền tên Dũng vào đội hình xuất phát. Nhâm Mạnh Dũng is potential. Và chúng tôi cũng đã trao cơ hội để cho Nhâm Mạnh Dũng thể hiện và ngày hôm nay cậu ấy cũng đã thể hiện thành công. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ chúng tôi có rất là nhiều những sự lựa chọn tốt trên hàng công và Nhâm Mạnh Dũng còn thời gian, vì thế mà cậu ấy phải cạnh tranh với những cầu thủ khác như là Pedro, Giovane, và điều đó sẽ khiến cho cậu ấy có thêm nhiều động lực cũng như là thêm nhiều cái khát khao thi đấu hơn để thành công trong tương lai, không chỉ cho bản thân cậu ấy mà còn cho đội bóng tới khoác áo. Why not? Sau thành công ở các giải đấu cùng tuyển trẻ Việt Nam, Nhâm Mạnh Dũng đang khẳng định vai trò tại câu lạc bộ Viettel. Dẫu xuất sắc đến mấy thì tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn phải chịu lép vế trước tiền đạo ngoại. Đây không chỉ là vấn đề của riêng Viettel mà còn là điều quá quen thuộc tại hầu hết các câu lạc bộ V-League. Ở lượt trận tiếp theo, Viettel sẽ gặp Phnom Penh Crown FC vào lúc 17 giờ thứ hai ngày 27 tháng 6. Trước đối thủ yếu đến từ Campuchia, rất có thể Nhâm Mạnh Dũng sẽ được góp mặt trong đội hình chính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.